Xe năng cũ nó sẽ có rất là nhiều loại, loại chạy ít, loại chạy nhiều, loại nhập rẻ, loại nhập đắt, thì giá thành của nó sẽ chênh lệch. Các bác nói là bên này nó rẻ hơn hoặc là bên kia nó rẻ hơn, nhưng là cùng một cái đời xe, cùng một năm sản xuất nhưng mà chất lượng của nó sẽ khác nhau bằng cái việc là hình thức của nó, rồi cái người chủ trước họ đã chạy, họ đã bảo quản nó như thế nào. Đắt hơn có 1-2 triệu, đắt hơn có 5-10 triệu, nhưng mà mang lại cái sự yên tâm, mang lại cái sự hài lòng, mang lại cái sự ổn định khi mình sử dụng. Các bạn đang sử dụng một tự nhiên cái xe hỏng vắt lại mà dừng lại mất 1-2 tiếng đồng hồ để sửa, hoặc lâu hơn có thể là vài ba ngày vì đợi thợ nó đến rất là lâu, thì tại sao không tiết kiệm thời gian đấy bằng cái việc là mua cái chiếc xe nào nó tốt hơn để chúng ta có thể yên tâm sử dụng nha các bạn nhé. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh của xe nâng ANP Việt Nam. Và trong cái video ngày hôm nay tôi lại sẽ chia sẻ với các bạn một cái chiếc xe nâng 1,5 tấn của hãng Komatsu, sản xuất năm 2016, đời cao nha các bạn nha, đời cực kỳ cao luôn. Đấy, và một chiếc xe nâng chạy cực kỳ ít và cực kỳ đẹp. Đấy. À, đến với xe nâng ANP thì chỉ có xe nâng đẹp thôi. Chúng tôi không thể không lựa chọn những cái dòng xe nâng mà chất lượng nó quá kém. Đấy, để chúng tôi lựa những cái dòng mà chất lượng nó ok nhất để phục vụ những đối tượng khách hàng mà sẵn sàng chi trả những chi phí cao hơn một chút nha các bạn nha. Đấy, để có thể là chúng ta sử dụng những cái chiếc xe nâng mà chất lượng nó có thể là cao hơn. Vì xe nâng cũ nó sẽ có rất là nhiều loại, loại chạy ít, loại chạy nhiều, loại nhập rẻ, loại nhập đắt, thì giá thành của nó sẽ chênh lệch nhau nha các bạn nhá. Nhiều khi các bạn cứ hỏi là các bác cứ mua xe, các bác cứ nói là bên này nó rẻ hơn hoặc là bên kia nó rẻ hơn, nhưng là cùng một cái đời xe, cùng một năm sản xuất nhưng mà chất lượng của nó sẽ khác nhau bằng cái việc là hình thức của nó, rồi cái người chủ trước họ đã chạy, họ đã bảo quản nó như thế nào. Thì chúng tôi cũng như là sẽ căn vào những chất lượng của xe và căn vào những cái giá mà chúng tôi nhập về để chúng tôi sẽ đưa ra là một cái mức giá bán hợp lý nhất nhá. Chứ tôi không thể là có thể là đưa một cái giá trên trời rồi để cho quý vị và các bạn mặc cả rồi này nọ, thì không bao giờ có trường hợp đấy. Và tất nhiên rồi, ở ngoài kia có rất nhiều người đang bán xe nâng giống như là tôi đang giới thiệu với các bạn đây. Đấy, nên là tôi không thể là đưa cho các bạn một cái giá là như thế nào cũng được, hoặc là tôi không thể bán cái giá cao hơn so với giá ngoài thị trường được. Nên là các bạn yên tâm rằng mức giá là nó đã có thị trường chung rồi. Và tôi cam kết rằng là xe nó như thế nào thì tôi chia sẻ và tôi hướng dẫn cũng như là tôi giới thiệu với các bạn là nó như thế, không hề thêm, không hề bớt và không hề tâng bốc lên chút nào nhá, để giúp các bạn có thể bỏ được cái số tiền nó ra để mua được những chiếc xe mà nó xứng đáng nhất, mà mình không phải lăn tăn rằng là tại sao lại mua một cái con mà nó đắt như thế này. Không, xe đắt thì là chất lượng nó sẽ ngon, còn xe rẻ thì chất lượng nó sẽ kém nha các bạn nhá. Rồi, đây là một chiếc xe nâng 1,5 tấn, chiều cao nâng tối đa của nó là 3 mét. Đấy, như các bạn đấy thì tổng thể nguyên bản là nó vẫn còn nguyên zin đầy đủ nhá. Tất cả phụ kiện phụ tùng đi theo xe đầy đủ hết luôn, không có một cái gì đã thay thế cả. Đấy, và kể cả cái dàn lốp của nó này, rồi là cái dàn vỏ của nó này, nó còn nguyên zin theo xe luôn, mốc meo bẩn thiếu luôn. Đấy, thì tuy nhiên là cái này do quá trình vận chuyển, quá trình tập kết thì nó sẽ bị bám bụi, bám bẩn vào cái như vậy. Nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng đây là một chiếc xe nâng mà chưa được qua sử dụng tại Việt Nam, và chất lượng hoàn toàn hợp lý luôn nha các bạn nha. Đây, tôi sẽ bật cái nắp capo lên để tôi giới thiệu cho các bạn xem rằng đây là một cái bình ắc quy cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp luôn nha các bạn nha. Một cái bình ắc quy cực kỳ đẹp đấy, và chất lượng của nó sẽ được kiểm định trước khi xuất xưởng nha các bạn nha. Chất lượng sẽ được kiểm định trước khi xuất xưởng đấy. Và nếu các bạn quan tâm đến cái dòng xe nâng điện thì các bạn hãy để ý hơn một chút về cái chất lượng của cái bình ắc quy đi theo xe nha các bạn nhé. Đây là một cái bình ắc quy của chính hãng của Nhật, và nó là một cái phụ kiện đi theo chiếc xe này, sản xuất năm 2016. Và nếu như các bạn dùng cái dòng xe nâng này sử dụng thì cái bình này chắc cũng phải được tầm độ 3 năm 4 năm nữa, vì cái thời gian của nó trước đó hoạt động rất là ít. Có khi là tuổi thọ của nó sẽ đạt được khoảng tầm 5 năm, 6 năm, 7 năm đối với những cái dòng mới. Nhưng mà đó là những cái xe mà người ta chạy full công suất, người ta chạy full tải nha các bạn nhé. Còn ở đây thì họ chạy rất là ít, nên là chất lượng của cái bình ắc quy này cũng đang còn khá là đẹp và ok nha các bạn nhé.
thì đây là một cái mẫu xe mà đáng quan tâm để các bạn xem. Thì thông thường những dòng xe nó mới về nó sẽ hơi xù xì, xấu xí, hơi bẩn thỉu một tí, nhưng mà nó thực chất rất là chất của cái xe luôn. Bởi vậy nên các bạn lựa chọn xe thì nếu như các bạn không rành lắm về xe thì các bạn nên lựa chọn những cái dòng xe nâng mà nó chất lượng nó còn rất cao như thế này, để mình bỏ một số tiền nó cao hơn chút nhưng mà xứng đáng chọn được những cái dòng xe nâng nó VIP, nó đẹp. Còn nếu như các bạn là một người thợ hoặc là những người mà quá rành về xe rồi thì những cái con xe nâng mà có thể là sơn lại một chút này, rồi những cái con xe nâng mà có thể là cam thiệt một chút ở ngoài vào rồi, nhưng mà toàn những cái phụ tùng mà nó không hề quan trọng, ví dụ như cái đèn, cái gương, cái còi, rồi cái bánh xe đấy, thì thay thế nó cũng là những cái phụ tùng thiết bị hao mòn cần phải thay thế, thì nó không đáng quan ngại. Mà quan ngại nhất là cái phần chính là phần bo mạch, phần động cơ, phần bình ắc quy, phần điều khiển thủy lực nó đã bị cam thiệt rồi thì nó sẽ không còn được nguyên zin đẹp đẽ như ban đầu nữa nha các bạn nhé. Đấy, và đây là một cái chiếc xe nâng 1,5 tấn chiều cao nâng 3 mét, sản xuất năm 2016, cực kỳ chất, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nếu như quý vị và các bạn đang xem video này thì các bạn hãy nhấn vào cái nút đăng ký nhé, nhấn vào cái nút đăng ký để đón xem những cái video mới nhất. Và nếu như các bạn muốn là người đầu tiên nhận được video thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái nút chuông để chúng ta có thể đón nhận được những cái thông tin bổ ích từ kênh xe nâng ANP Việt Nam. Và nếu như các bạn đang cần một cái dòng xe nâng điện 1,5 tấn vào cái việc mà sử dụng trong kho hẹp này, sử dụng trong kho cần phải tiêu chuẩn khí thải này, sạch sẽ này, thì các bạn hãy nhanh tay đặt những cái dòng xe nâng chất lượng như cái con xe nâng này, sản xuất năm 2016 nha, cực kỳ chất luôn, để phục vụ cho việc sản xuất của các bạn là mang lại hiệu suất kinh tế cao nhất. Đắt hơn có 1-2 triệu, đắt hơn có 5-10 triệu, nhưng mà mang lại cái sự yên tâm, mang lại cái sự hài lòng, mang lại cái sự ổn định khi mình sử dụng. Các bạn đang sử dụng mà tự nhiên cái xe hỏng vắt lại dừng lại mất 1-2 tiếng đồng hồ để sửa, hoặc lâu hơn có thể là vài ba ngày vì đợi thợ nó đến rất là lâu, thì tại sao không tiết kiệm thời gian đấy bằng cái việc là mua cái chiếc xe nó tốt hơn một chút để chúng ta có thể yên tâm sử dụng nha các bạn nhé. Và nếu các bạn quan tâm thì hãy liên hệ với xe nâng ANP qua thông tin ở trên cái màn hình, số điện thoại hoặc là email hoặc là website nha các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào. Xe nâng ANP Việt Nam, trao niềm tin, nhận giá trị.